Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sơn Tùng muốn xâm lược Mỹ và Mr. Đàm xưng đế, kẻ ảo tưởng, người vĩ cuồng. Mới đây, nhạc sĩ Quốc Trung nói thẳng rằng tham vọng Mỹ tiến của Sơn Tùng chỉ là ảo tưởng. Nhạc sĩ này nói, các nghệ sĩ của Thái Lan, Singapore, thị trường âm nhạc của họ đã vượt chúng ta nhiều năm mà còn chưa làm được việc tiến Mỹ tiến. Thì nghệ sĩ Việt Nam không thể từ trên sao hỏa rơi xuống mà nghĩ có thể làm cho được nhạc sĩ quốc trung nói, nói lời thẳng thắn đây là một lời nhận xét thực tế bởi sau thành công vang dội của việt nam ca sĩ sơn tùng vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc hoàn toàn bằng tiếng anh trước đây cũng đã có nhiều nhạc sĩ nghệ có tham vọng mang âm nhạc của mình ra nước ngoài trong đó có ca sĩ thanh lam và kết quả là nhận lấy thất bại nỗ lực của họ như quảng vào khoảng không vô định để bước ra thế giới, Việt Nam cần sự nỗ lực của nhiều người trong một thời gian rất dài. Cần một sự chuẩn bị để mà phát triển bền vững với tầm vĩ mô, tầm chính sách quốc gia chứ không phải ước muốn của một vài cá nhân mà có thể làm cho được. Trong khi đó, âm nhạc Việt Nam đang đi theo con đường dễ dãi, hàng kém chất lượng thì nhan nhản, với lại trình độ thưởng thức âm nhạc của người Việt Nam dường như rất khác người Mỹ. Đó là một thực tế cách làm nhạc của Sơn Tùng là nhại lại những tác phẩm đã ăn khách. Từ xưa đến nay, sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng vẫn như thế, và lần này tác phẩm âm nhạc hoàn toàn bằng tiếng Anh với mong muốn chinh phục thị trường Mỹ cũng là tác phẩm bị đánh giá là hàng nhái. Nhiều khán giả cho rằng phần đầu ca khúc của Sơn Tùng này giống với bài hát của French phát hành 6 năm trước. Ngay cả khán giả Việt Nam mà có chút tìm hiểu thì họ không chấp nhận được sản phẩm của Sơn Tùng thì Sơn Tùng khó có thể Mỹ tiến thành công cho được làm hàng nhái nhưng muốn xâm lược thị trường âm nhạc Mỹ là hoang tưởng. Vào năm 1997, ca sĩ Indonesia Anggun bất ngờ có bài hát lọt vào top của MTV và nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Bài hát có tên là Snow and Shara, tức là hát thuyết tuyết trên sa mạc Sahara. Bài hát được hãng Columbia thu đĩa thu âm và hãng Sony tức công ty âm nhạc giải trí của Sony phát hành. Bài hát được phát bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp và Indonesia. Bài hát này không những nổi tiếng ở châu Á mà nổi tiếng cả ở châu Âu và Mỹ, nơi hai người được cho là có trình độ âm nhạc phát triển cao ở lục địa. Đấy chỉ là trường hợp cá biệt, điều đang nói là ca sĩ Angul là ca sĩ được thế giới đánh giá cao, trong đó có hãng Sony. Không phải ngẫu nhiên mà một hãng thu âm lớn như Columbia nhận thu âm và hãng Sony phát hành đĩa đơn này thực sự đứng được trên thị trường âm nhạc thế giới là cả một vấn đề. Giống như vị trí địa lý Việt Nam và Mỹ, thì vị trí thị trường âm nhạc Việt Nam với thị trường âm nhạc Mỹ cũng cách nhau cả một đại dương. Nhiều ca sĩ Việt Nam tự xưng, nhưng hãy nghe họ hát và so sánh với những ca sĩ của thế giới thì thấy rất rõ khoảng cách quá xa. Và thực tế, âm nhạc Việt Nam cũng là sản phẩm mà người Việt khó tính cũng không muốn nghe, thì nói gì đến người Mỹ đầy. Đàm Vĩnh Hưng làm phim xưng đế cho thấy ca sĩ này mắc bệnh ảo tưởng rất nặng. Ảo tưởng đến mức vĩ cuồng. Sơn Tùng thì không đến mức vĩ cuồng như Đàm Vĩnh Hưng, nhưng rõ ràng Sơn Tùng cũng ảo tưởng. Nguyên nhân chỉ cho thấy hảo quang của mình đang có, mà không thấy vị trí thực sự mình đang đứng. Thị trường âm nhạc Việt Nam ngày một thêm hỗn loạn. Muốn mỹ tiến thì đấy là quyền ca sĩ, bởi nói cho cùng, đấy cũng là tiền của chính ca sĩ tự bỏ ra việc mỹ tiến cũng hay có thể sơn tùng cứ mỹ tiến để rút ra bài học cho bản thân và đấy cũng là một cơ hội để ca sĩ thấy được vị trí thực sự mình đang đứng thay vì chỉ thấy hào quang của mình đang có đến âm nhạc của việt nam đang bát nháo thị trường âm nhạc thì cứ mãi nằm ở phân khúc thấp không biết bộ văn hóa thể thao và du lịch đã làm gì mà chất lượng nền âm nhạc việt nam mãi lẹt đẹp, đẹp như thế đẳng cấp còn thấp so với các nước khác trong khu vực chỉ có ảo tưởng là lớn hơn mà thôi âm nhạc dưới bàn tay của chế độ Cộng sản cũng chỉ đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Sơn Tùng muốn xâm lược nước Mỹ và Đàm Vĩnh Hưng sừng đế, kẻ ảo tưởng, người vĩ của. Bầy chuột nhất làng vàng không dám tóm lề thành thản vì sợ uy trùm đảng. Khi người ta nhìn thấy sự hung hăng trong bộ máy công an với dân, không ai nghĩ lực lượng này lại là chuột nhất đến thế. Cả một bộ máy công an từ cấp tỉnh đến trung ương đều chỉ dám lảng vảng quanh ông Lê Thanh Thản mà không dám tóm ông này, mặc dù đã có lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, công an thành phố Hà Nội không dám bắt ông Lê Thanh Thản. Cho đến nay, người ta chỉ thấy một mình ông Linh Văn Nơi là dám nói, dám làm. Hầu hết các tướng công an còn lại đều không dám nói và không dám làm. Đối với những trường hợp tội phạm có quen biết lớn, lẽ ra ông Lê Thanh Thản đã bị bắt để điều tra từ hồi tháng 7 năm 2019, khi cơ quan điều tra công an thành phố hà nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông lê thành thản chủ tịch tập đoàn mường thành đồng thời thực hiện khám xét trụ sở công ty này tại bán đảo linh đàm quận hoàn mai và thu giữ rất nhiều tài liệu. Tuy nhiên giám đốc công an hà nội đoàn di khương đã không dám động thủ với ông lê thành thản ông đoàn di khương cấp hàm trung tướng từng là trợ lý cho ông trần đại quang vị trí mà ông đoàn di khương có được cũng nhờ ông Trần Đại Quang sắp xếp cho. Tuy nhiên, sau khi ông Trần Đại Quang bị kẻ giấu mặt cho những bệnh lạ mà qua đời, có người nói rằng lúc đó ông Đoàn Duy Khương nhìn đâu cũng hoảng, mà đặc biệt là đối với những vết tích của ông Tổng Bí Thư để lại. Một tướng võ nhưng đứng trước quyền lực vẫn là chuột nhắt Ông Trần Đại Quang mất, ông Đoàn Duy Khương cũng bay khỏi ghế giám đốc công an thành phố Hà Nội sau đó. Mới ngày 23 tháng 4 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản, chủ đình chủ tịch tập đoàn Mường Thanh để điều tra về tội lừa dối khách hàng. Theo quy định tại điểm D khoản 2 điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên, lần này công an thành phố Hà Nội cũng không dám bắt ông Lê Thanh Thản, nhân vật chính trong cáo trạng và là bị can của vụ án này. Đến năm 2023 là 5 năm, công an Hà Nội đã khởi tố Lê Thanh Thản nhưng vẫn không dám bắt. Cho đến nay, công an thành phố Hà Nội, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và cả tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đều không dám ban hành lệnh bắt giam với ông Thản. Cả ba cơ quan tố tụng hình sự đều như chuột nhắt, đều sợ quyền lực đang chống lưng cho bị can của vụ án. Với sự hèn nhát của các cơ quan tố tụng, vậy ai dám đưa dưỡng Lê Anh Thản ra tòa đây? Một nền tư pháp như thế này mà làm sao có thể vì công lý cho được? không bao giờ. Sự trần trừ không dám tóm Lê Thanh Thản là một hình ảnh đáng xấu hổ về một nền tư pháp tự xưng là pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hàng loạt kẻ có quyền có chức trong tay được trao nhiệm vụ thực thi pháp luật. Trong tay đã nắm bằng chứng của kẻ phạm tội nhưng cả một bộ máy đã đun đẩy nhau cứ lảng vàng bên ngoài chỉ trỏ mà không dám bắt tội phạm tạm giam để điều tra. Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án Hà Nội thực sự chẳng khác nào một bầy chuột nhát vậy. Vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ, báo chí đặt câu hỏi đến người phát ngôn Bộ Công an về vụ án liên quan đến tập đoàn Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản. Ông Tuần Sô Trung Tướng, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam cho biết, vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh là vụ án phức tạp, phải 5 lần điều tra bổ sung, kéo dài từ năm 2019 cho đến nay. Đã không dám bắt thì làm sao điều tra dễ dàng cho được đây? Vụ án này phức tạp là vì tất cả đều sợ Lê Thanh Thản. Sợ không dám bắt mà không dám bắt thì làm sao điều tra cho được. Trong 5 năm qua, công an thành phố Hà Nội gần như bế tắc vì không ai dám hỗn với đại gia Lê Thanh Thản. Nguyên nhân được cho là từ bốn câu thơ trong lá bùa hộ mệnh của ông Lê Thanh Thản có được. Nó được đàn chuột nhất xem là thánh chỉ nên điều tra gặp khó là phải. Còn với ông Nguyễn Phú Trọng thì lại càng khó hiểu phải chi ông bật đèn xanh thì đám chuột nhất xông vào nhà Lê Thanh Thản ngay. Đằng này ông không bật đèn xanh cũng không bật đèn đỏ làm đám chuột nhất của bộ máy tố tụng thành phố Hà Nội cứ sợ bóng sợ gió không dám hành động. Nói về cái gọi là công lý của chính quyền cộng sản thì cũng lắm chuyện bi hài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bầy chuột nhất làng vàng không dám tóm Lê Thanh Thản vì sợ uy trùm đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.